Có đến ít nhất 70% các vụ tai nạn giao thông đường sắt trên cả nước xảy ra tại các lối đi tự mở, trong đó có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Và ngay trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão, đã có liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một lần nữa dấy lên cảnh báo về tình trạng mất an toàn giao thông tại các tuyến đường sắt giao nhau với đường ngang dân sinh và các lối đi tự mở. Và với hàng nghìn điểm giao cắt trên toàn tuyến đường sắt Bắc Nam dài gần 2.000 km, luôn là nơi tiềm ẩn sự chết chóc ám ảnh nhân viên lái tàu. Những tai nạn đường sắt như thế này, đối với hầu hết những người lái tàu, luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Ám ảnh của bọn tôi lái tàu ấy, là những cái đường ngang dân sinh. Sinh là những đường ngang nó tự mở tự phát này. Tàu đến cũng không có ai gác chắn cảnh báo gì cả. Đấy cũng rất là nguy hiểm. Và cái ám ảnh thứ hai là cái ý thức tham gia giao thông của mọi người. Vội một vài phút này, người ta lách sang bên kia mà chỗ có thể đi được, người ta vẫn đi qua đường sắt. Đấy, trong khi đó cái đoàn tàu thường thường mọi người hay nhìn phía dọc tưởng là xa, thực ra tàu đến rất là gần. Thì tôi cũng rất là cảnh báo là thì còi kiếc thứ đấy rồi mà nhiều người ta vẫn cố tình đi qua. Việc mà phát sinh các lối mòn tự mở và các cái thiết bị cảnh báo an toàn cũng như quá trình chấp hành của người tham gia giao thông trên các đường ngang qua đường sắt thì vẫn còn bất cập. Do vậy là cái một là cái mất an toàn, hai là cái nguy cơ để xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Hàng nghìn đường ngang, lối đi dân sinh tự mở cắt ngang con đường một chiều, không lối tránh, luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông và tử thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu chính quyền địa phương không vào cuộc quyết liệt. Cùng với đó là ý thức lái xe người dân chưa nâng cao. Cái Hà Tân Minh là lạc hậu và đường nước, đặc biệt là cái giao cắt đồng mức rất là chằng chịt. Tức là hiện nay tỉnh đến nay có khoảng 6.000 cái giao cắt và chỉ cần một sự cố nhỏ thôi, tức là cái kế hoạch trên đặt ra ban đầu là coi như có khi bị phá sản. Điều 25, luật giao thông đường bộ quy định cụ thể về quy tắc khi đi trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Đó là tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải quan sát cả hai phía, khi thấy chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới mới được đi qua. Thế nhưng trong năm 2022 vẫn có 95 vụ tai nạn giao thông đường sắt cướp đi sinh mạng của 74 người. Chúng tôi không tránh được các bạn. Cảm ơn hãy tránh chúng tôi.